Xin chào cả nhà. Trước khi bắt đầu video, mình nghĩ là mình phải xin lỗi cho cả nhà, tại vì there is a secret that I hide from everyone. Everyone think that I'm a game developer, but the truth is, sự thật của mình là Yakuza cả nhà ơi. Cả nhà chưa biết ha, tại vì đến bây giờ mình muốn nổi tiếng Hàn mà mình là thật là mình là Yakuza, cho nên mình cũng có thể nổi tiếng Nhật á. Yashimase, sushi oishii desu. Cái 분신 뭐야? 분신 뭐야? 아 이거 야쿠자. 잠깐만 이거 뭐야? 이거 피부 이거 어디서 왔어? 야, 쿠팡에서 샀어? 뭐 이래? 왜 이렇게 허접해? 다 보여. 이거 빵꾸나 이상해. 되게 허접해. 아, 이번에 오랜만에 돌아가잖아. 이제 장모님이랑 장인어른이랑 오랜만에 보니까 노래 켜주려고. 아, 이거 이거 속겠어 이렇게 해서? 아니야, 멀리서 보면 몰라. 아, 그런가? 멀리서 보면 몰라. 아, 그래서 장갑 끼니까 좀 괜찮다. 장갑, 그나마. 약간 야쿠자잖아, 야쿠자. 야쿠자? 약간 키링, 약간 팔토시, 팔토시 뭐라 하지? 팔토시. 팔토시, it's not my skin. Fake. 아, 형, 그, 갈 시간 다 됐어. 어, 가자. 왜 가야 돼? 이런 거 하고 있어. 우리 체크아웃 해야 돼. 체크를 해야지 이거 잘 보이나 어쩌나. 아, 그러니까 체크아웃. 어. 아, 알았어. 갈까? 가자. Go. 놀래켜주러 갑시다. 아, 갑시다. 뜨겁다. 되게 뜨겁다. 이거를 잠깐만. 나 이거 껴야 돼. 형. 나 어때? 좀 야쿠자 같아? 아 모르겠다. 아 야쿠자 같아? 세 보여. 진짜 오케이 있네. 진짜 여기 This is my friend. Thank you. 안녕하세요. 제 친구. 제 친구 아니고 형, 아는 형. 안고공. 안고혼. 나 안 계세요. 우리 안 엠. 많이 유튜브에서 많이 봤다고. 유튜브에서 다 많이 봤다고.
Dạ. Cô hình cô này là cô công an. Mệt không? Mệt không? Mệt chưa? Mệt đâu. Dạ hả? Thôi đi vô nè. À Việt Nam, Việt Nam. Ôi nãy giờ đứng xa em tưởng cái này xăm thiệt luôn á. Hết hồn hết tân luôn. 엄마 놀 창문 놀라셨대. 이거 대박이네. 오늘 잘 숨겼네. 한번 써먹었네. 와 Việt Nam 과 với Hàn Quốc. Hết hồn đứng xăm tay chứ. À biết rồi. Tôi không có chưa ăn. Giờ ăn nè. Ủa cho người phụ nữ Việt Nam tại nhà. Dạ. Gạo tay fresh, gạo tay tươi. Gạo tay Hàn Quốc hả? Ừ. Ngon ha. Ờ ngon lắm ạ. Cảm ơn anh. Ờ, cảm ơn anh. Cái này chở cho gia đình. Cái gì anh? Cái gì? Ăn kem Hàn Quốc. Kem Hàn Quốc. Dạ. Ừ. Ừ. Chỗ ngồi á. Ồ, và cái này nè. Cho anh hai. À, dạ. Dạ. Rồi cậu gâu. Ok. Hết chưa? À, hông cả cho ông có. À, cho bác xong ha. Nè, cảm ơn ông như ta. Sao ốc xin. Ờ, hắn bài đi. Hông, vệ chuẩn bị nền gì? Cái gó? Ờ. 저기 앱이 있대서 버블건 야 근데 공항에서 이거 비누방울 뺏겼어요 네 콩고 워터 콩고 워터 뺏겼어 이제 나 효용 어 오케이 감사합니다 감사합니다 저 역시 sau khi hai đứa mình tới ở nhà cô Nguyên á hai đứa mình sẽ nghỉ ngơi chút mẹ sẽ nấu cho hai mình hai đứa mình hông chàng mô nhìm 요리 하신다니까 는 요리 또 준비될 때까지 좀만 쉬자 형 피곤하다 어우 더워가지고 사위 팔자 좋네 장모님 밥 시키고 와가지고 누워서 누우고 그치? 뭐라고? 사위가 팔자가 좋네 좋아야지. 아, 그럼. 원래 이게 그러니까, 그 사위 사랑은 장모라 그랬어. 오랜만에 와가지고 형님이 맛있는 거 해주신다고. 맞아. 형오니까 더 열심히 준비하실 것 같아. 아, 맞다. One hour later. 자, 가 nhà ơi. 안녕하세요. 안 혼이 안녕. 저 너무 bụng quá anh hu anh 2 giờ giả chiến bằng con vịt quay. Tại vì mẹ thì cũng đang làm đồ ăn dưới á. Dạ. Mẹ làm món thịt kho tàu. Thịt kho tàu rồi canh rồi tùm lum hết trơn cho nên giờ ăn giả chiến chút thôi. Hôn gì nhanh quá. 이거 이제 장모님께서 뭐 요리하고 계시는데 그게 좀 시간이 좀 걸려. 그래서 일단 이거 점심 먹고 나중에 뭐 먹는 걸로. 야, 야 mấy đứa dùng ngon mẹ đi. Rồi bắt ở dưới bà bắt kho thịt ăn. Bây giờ rồi vừa kho thịt vừa giữ bé Sâm nữa. Dạ, cho nên ăn ngon miệng nha, đừng ngại ngùng với tao nha con. Dạ mẹ ơi, mẹ có thể tưng tưng á. Đừng ngại nha. À, mẹ có thể tưng tưng nơi này bao nhiêu tuổi? Nhìn bé sát lục nhỉ? Mẹ đâu có đốt được, mẹ đốt không. Không, mà nhìn trẻ quá, mẹ đốt. Trẻ chừng ba mấy, ba lăm. Ba mấy không? Con ba mấy tuổi không? Thôi, thăm xin mẹ sát. Lúc mà mình đi biển ở đúng rồi, đúng rồi. Người này á là ở Incheon chứ. Yeah, yeah. Ở Incheon là tên là trai Mỹ này đấy. Nhưng mà tụi lời của tỷ không chỉ sợ mà. Ờ có gì có gì phải chịu. Lúc mà đi biển cho chim ăn á. Rồi thôi giờ cả nhà ăn đi. Thôi chị dùng ngon miệng nha. Tại vì giờ ăn ăn lăn la xét thôi nha. Cái này là đói tí thôi. Trước nè.
Rồi chiều nay mình đi cơm. Chúc cả nhà ăn ăn ngon ăn ngon mạnh nhé. Một, hai, ba, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, anh giới thiệu, anh chỉ cho anh cách ăn nha. Cái này nè, sốt này. Cái này sốt chích gọt 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 mời mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Mời. Lâu lắm rồi em mới quay video lại đó chứ bữa giờ em không có quay. Để cho anh ăn thử nha. Mình hơi cứng thôi. Ừ, hơi cứng. Anh sang nhà thấp bánh mì lắm ạ. Dạ. Ở trên Sài Gòn anh với ảnh ăn bánh mì nhiều lắm không? Ừ. Bánh dày không? Anh chỉ anh cách ăn nha. Ừ. Sốt chấm nước hết rồi thôi. Ăn mì chấm nước hết không được. Mình cứ tết không? Ừ. Sốt xe đầy nhé cho mà. Tặng mì mua bữa trưa không? Nó hơi dạ. Cứng. Hơi khô vậy ha. Hơi khô. Cũng không? Ừ. Được không? Anh ăn được không? Ừ. Ok ha. Ừ. Để ăn mà xúc cái phát 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 ra cái gì nữa. Bây giờ. Bữa giờ thành phố em dẫn bạn đi đâu rồi? Đi ăn. 먹으러 갔잖아. 형들이 어디 갔냐고 물어봐서 밥 먹으러 갔어. 밤미 엄청 많이 먹었어요. 많이. 한 밤미 rất là nhiều. Yeah. Rồi em thấy thành phố Hồ Chí Minh sao? Bạn em 호치민 시가 어떠냐, 사이공이 어떠냐고 형. 이거 맛있어. 진짜 맛? 장 나였어. 먼저 약간 한국의 복지족이 된 느낌이었어. 안 상엽 cảm thấy là như chết cháu, cảm thấy là anh sang nhập trở thành chết cháu. Mà anh nghĩ là qua đây nóng ha, ở Việt Nam hiện tại. Đây thổ. Ở đây cũng 덥긴 덥고 호치민은 좀 그렇게 더운 것 같지 한국만큼. 아, 그럼 뻔뻔해. 뭔 하이 이러마. 냉 한번 남았지 한 번. 이렇게 했는데 이게 다 탔어. 딸 ngồi chạy xe máy, ảnh ngồi sau ảnh dịnh anh hôn mà tay ăn nắng vậy đó. Anh hôn tay cũng bị ăn nắng luôn nè mà tại vì ảnh qua Việt Nam nhiều quá lần lần có bị đen cả nhà. Nãy rồi anh tưởng đồng hồ xăm hay gì. Anh ta nhìn tha cái gì em vô ăn nè Quyên ơi. Dạ dạ. Em thôi bây giờ cả nhà mình ăn nha. Rồi chiều thì sẽ có tiết mục khác. Ăn xong thì mình ăn trái cây. Rồi chiều nay thì mình ăn cơm rồi đi vòng vòng chơi. Dạ. Nhà mình có trái mít. Đúng rồi. Chiều nay cho anh hôn với anh sao giống sẽ mít à? Anh sang rất thích ăn trái cải. Dạ. Nhưng mà Opa không biết làm sao trong trái cây tốt cho nên anh sang chưa ăn. Hai bạn một. Trái cây nhiều lắm. Anh ấy có phải sẽ chua rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn xin mời xích kê tư xe dạ. Dạ.